Xin chào tất cả anh em. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến anh em đó là một bạn đã làm thành công con inverter DIY từ cái bo mạch mình chia sẻ. Thì cái bo mạch này mình cũng đã nói với anh em rồi đấy, bo mạch này thì có thể 1.000W này, 2.000W này, 4.000W. Với hệ 4.000W thì anh em lắp là hệ 48 anh em nhá. Thì đây bo mạch này thì bạn ấy lắp hệ 12V, bạn ấy cũng có hỏi mình lắp hệ 12V mà không cần bo hạ áp ấy. Thì đây mình cũng chia sẻ với cái video phần 9 của mình, thì anh em nhìn cái hai cái ảnh ở hai bên video ấy, thì một cái dây đỏ dây xanh bạn câu ấy, thì các anh em chỉ cần câu cho mình một đoạn dây đồng nhỏ thôi nhá, không cần dây câu dây như thế cho nó không có thẩm mỹ. Thì anh em đây là bạn mới đầu bạn thử thôi, thì anh em câu sang như vậy như hình đấy thì nó sẽ ok, thì là hệ 12V, hệ 12V thì cần không cần máy áp rồi. Thì đây và bạn ấy cũng lắp ở trên cái video một cái đồng hồ LCD đó, và mình thấy bạn ấy lắp thêm một con đồng hồ đo công suất. Thì anh em cũng có thể mua lắp thêm đồng hồ đo công suất này cho hiển thị công suất để sử dụng và trông nó thẩm mỹ, trông nó đẹp. Với hệ 12V của bạn ấy, bạn ấy dùng con phép đó chính là cái con HI1905. Thì mình nhìn qua video thì mình thấy thế. Và trên cái inverter DIY tự làm của bạn ấy thì bạn ấy làm thêm một lọc nguồn đầu ra cho con inverter, đó là lọc nguồn LC. Thì mình thấy bạn ấy làm này là rất ok, khi lọc ra cái điện nguồn ra thì nó sẽ ok hơn, đảm bảo hơn. Thì anh em cũng lên tham khảo cách lắp của bạn ấy nữa, cũng như mình đã chia sẻ. Và mình thấy bạn ấy làm như thế này là đã thành công và rất là ok. Thì anh em có đam mê làm tích điện và đam mê về năng lượng xanh thì anh em có thể tham khảo từ mình và từ cái video hôm nay mình chia sẻ. Và mình thấy số lượng anh em thành công rất là cao, bởi vì là cái bo mạch này nó cũng khá đơn giản và dễ làm, anh em có thể học hỏi lẫn nhau để anh em làm. Xin chúc anh em thành công.